Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh công nghệ, mình là Minh Kha đây. Như vậy là Vivo vừa giới thiệu ra một cái dòng EQ mới của mình, đó chính là chiếc EQ Z5. Đây là cái chiếc máy mà đã được rò rỉ thông tin rất nhiều trong thời gian gần lại đây. Tuy nhiên thì mình đợi nó ra mắt luôn thì mình mới tổng hợp tin tức cho các bạn. Thì với cái chiếc máy này thì rõ ràng chúng ta biết được rằng là cái dòng EQ là cái dòng mà dành chuyên cho chơi game của Vivo, nên là nó cũng sẽ có những cái thông số để làm sao mà bổ trợ tốt nhất cho cái việc chơi game. Thông tin chi tiết là như thế nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào luôn các bạn nhé. Đầu tiên thì về form thiết kế của con này thì mình đánh giá rằng là đây là một cái form thiết kế rất là đẹp. Tuy là cái phần cụm module camera nó sẽ không có cái phần tông màu trùng với lại cái phần mặt lưng, nó vẫn là một cái màu đen tuyền tách bạch với lại cái phần màu sắc của mặt lưng. Tuy nhiên thì với việc là nó có một cái cảm biến camera được làm to hơn, rõ hơn thì nó vẫn sẽ có cho chúng ta là một cái cảm giác nó hợp thời. Thiết kế thì tổng thể là về mặt form thì mình đánh giá rằng là đây là một cái form thiết kế nhìn chung là ổn. Về cái vấn đề thẩm mỹ thì mình nghĩ rằng là đối với lại Vivo hay là EQ thì là một trong những hãng rất là quan tâm đến cái vấn đề này, nên là thành ra những cái sản phẩm của họ cho ra dù nằm trong quốc gia nào thì nó cũng có những cái gọi là những cái nét đẹp nhất định so với lại cái phân khúc, cái tầm giá. Cái chiếc máy này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái màn hình IPS LCD. Đó cũng là lý do tại sao mà cái cảm biến vân tay của nó được đặt ở phía bên cạnh hông bên phải, chứ không phải là được đặt bên trong màn hình. Và cái màn hình IPS LCD này thì các bạn lưu ý rằng là độ sáng của nó sẽ dao động tầm khoảng là 650 nits, tức là độ sáng này nó sẽ cao hơn so với lại màn hình của iPhone đó các bạn ạ. Như là iPhone 12 chẳng hạn. iPhone 12 thì bây giờ nó sẽ có cái độ sáng tầm khoảng là 625 nits thôi. Đi kèm với đó là cái chiếc máy này nó sẽ còn có cho chúng ta là một cái độ phân giải Full HD này, rồi là một cái tần số chạm cảm ứng 240Hz. Đây là một cái thông số rất là chuẩn cho một thiết bị giá rẻ như thế. Màn hình thì nó sẽ được thiết kế với cái dạng đục lỗ, viền thì nói chung là cũng mỏng này. Camera selfie thì cũng khá là nhỏ gọn, nhìn chung là rất là ăn nhập với cái phần màn hình mặt trước. Con này thì nó sẽ có một cái trọng lượng khoảng là 195g, khá là đầm tay. Đi kèm với đó là nó sẽ có cho chúng ta là 3 phiên bản màu sắc như là ở trên hình đây. Tiếp đến là về mặt cấu hình, chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một con chip Snapdragon 778G. Mức giá của chiếc Vivo EQ Z5 thì nó sẽ dao động tầm khoảng là 6.5-6.7 thôi. Thì với mức giá như thế này thì là một cái mức giá mình nghĩ là hợp lý, khi mà giờ đây cái chiếc Vivo EQ Z5 này nó đã khắc phục được cái vấn đề đó chính là độ sáng màn hình. Về phần camera sau thì chiếc máy này nó sẽ có một cụm camera chính với độ phân giải là 64MP, một camera góc rộng 8MP và một camera macro 2MP. Mặt trước thì với cái phần camera selfie được đục lỗ thì nó sẽ có độ phân giải là 16MP các bạn nhé. Và camera trên cái dòng Vivo EQ thì gần như là mình thấy rằng là nói chung là nó sẽ hơi kém cạnh một tí so với lại cái dòng GT của Realme, nhưng mà nhìn chung là không quá là đáng kể. Mình nghĩ là vẫn cho ra một cái chất lượng tốt, đặc biệt là về cái mảng selfie. Đó, đây là một cái chiếc máy mà mình nghĩ sẽ khá là phù hợp với đại đa số những bạn nào mà thích hiệu năng cao cũng như là cần một cái gọi là cái trải nghiệm nó cân bằng. Riêng có một điểm mình thấy rất tiếc của con này đó chính là nó không có cho chúng ta là cái lo kép, rất là đáng tiếc. Có lo kép nữa thì cái chiếc máy này nó sẽ đáng mua hơn rất nhiều, nhưng mà con này nó không có. Thành ra thì trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ cảm thấy là bị thiếu hụt cái vấn đề này, chắc chắn rồi. Pin thì cái chiếc máy này nó sẽ có một viên pin với dung lượng là khoảng 5000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 44W, có thể là sạc được 50% trong vòng là khoảng 26 phút. Nói chung là để tính mà nôm na thì chúng ta sẽ mất khoảng 1 tiếng để sạc đầy cái viên pin có dung lượng 5000 này. Và các bạn lưu ý rằng là con này nó chỉ được làm từ nhựa thôi các bạn nhé. Tổng kết lại thì mình thấy là cái chiếc máy này nó sẽ có một cái form thiết kế nói chung là khá bắt mắt trong cái phân khúc giá khoảng trên 6.5 triệu như thế này này. Màn hình thì tấm nền IPS LCD nhưng mà đã khắc phục được về cái vấn đề độ sáng. Tần số quét của nó thì cũng được 120Hz, chuẩn khá là chuẩn gaming. Hiệu năng thì với chiếc Snapdragon 778G cũng là một hiệu năng mình nghĩ là ổn, sẽ rất là ổn. So với những bạn mà đang về trường cái con chip Dimensity 1100 hay 1200 thì có thể là lựa chọn cái dòng Snapdragon này. Nó sẽ lành hơn rất nhiều so với lại những con chip MediaTek bị cái vấn đề là nhiệt độ đó các bạn ạ. Đặc biệt là con Dimensity 1200. Pin thì cũng rất ổn, camera các thứ này kia là thông số là đều nói chung là rất là chuẩn phổ thông luôn. Nên mình nghĩ rằng là với một cái dòng Vivo EQ như thế này thì nó sẽ cho ra một cái trải nghiệm gọi là khá là xứng đáng trong tầm giá. Chỉ tiếc là nó không có lo kép thôi. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.